Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Việt, 37 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ đầu năm 2020, Việt là giám đốc kiêm đại diện pháp luật lập nên công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ ngân hàng Việt Thiện, hoạt động trên lĩnh vực tư vấn, môi giới bất động sản. Thông qua nhiều mối quan hệ, Việt tự tin khoe có khả năng lo liệu mọi loại giấy tờ đất đai và minh chứng rất nhiều trường hợp được Việt giúp đỡ thành công nên khiến các bị hại rất tin tưởng vào khả năng của công ty. Khi thấy không có khả năng chi trả hay hồi đáp lại các bị hại, Việt đã lấy tiền và lẩn trốn. Từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2020, Việt đã chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền là 400 triệu đồng. Hiện Công an quận Thanh Khê đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.